Nam 27 nha. Mình ngồi tại Temeca. Test cho anh em coi. Không? Sáu luôn á. Vô chưa dám nhận hết ga, nhận hết ga đụng lốc á, nhưng mà khi anh chạy có tải nó không đụng luôn. Việt Nam xe zin nó yếu ra đầu á mấy anh em, mình tranh là mình dặn là có liền đời ba hậu cũng có xe zin thì thường dặn 130 mấy 140, mình nằm nồi là dặn lên 160 hoặc là 165 á, người mát kim luôn á. Hồi nãy mình cũng không có ngâm, cái ngâm là nó qua luôn á. Ngoài ra còn có làm rider luôn nha. Rồi anh em có nhu cầu điện thoại bảo. Mới xe chưa làm xong đẩy vô đây luôn.